Thưa bà con và các bạn, mưa nắng bất thường không chỉ ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa, mà dịch hại cũng phát triển mạnh trên đồng ruộng. Trong chuyên đề cùng nông dân ra đồng kỳ này với chủ đề phòng trừ đạo ôn vi khuẩn và cung cấp dinh dưỡng cho lúa hè thu sẽ giúp cho nhà nông có những thông tin mới cũng như những kinh nghiệm hay trong việc chủ động ứng phó với những dịch hại quan trọng và chăm sóc tốt cho cây lúa ở giai đoạn cực trọng. Trước hết, mời bà con và các bạn cùng đến với tiết mục thăm đồng. Qua thăm đồng cho thấy, vụ hè thu năm nay, bà con ở ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang sản xuất chủ yếu bằng giống IR50404, OM5451 và giống lúa thơm Jasmine 85. Phần lớn diện tích lúa ở đây đang từ giai đoạn đẻ nhánh tích cực đến làm đồng. Những loại dịch hại quan trọng mà bà con nông dân ở địa phương lo lắng nhất trong thời điểm hiện nay là đạo ôn và vi khuẩn. Xạ mà 1-2 lượt phân lần đầu tiên đó, coi như thấy lúa nó không có phát triển, luôn phân thêm. Mấy trận mưa sau rồi nè, là nó thấy nó cây lúa nó phát triển mau, xanh mướt, rồi bà con mình cũng lo lắng. Vi khuẩn với lại đạo ôn sợ nó phát triển mạnh. Và cũng có một số bà con là cũng tình trạng mà nó không tốt á, rồi ném phân nó hơi quá đó, là lúa coi như là nó sụp mặt xuống. Ngoài cái sâu bệnh là đạo ôn ra thì nhưng mà sâu da láng năm nay nó rất là mau, coi như là mình nhìn thấy 1-2 ngày á là mình chưa kịp xử lý là nó ăn như là bò ăn vậy đó, nó ăn đứt khúc, nó ăn ra còn cùi không đó. Cùng với bệnh đạo ôn, vi khuẩn và sâu da láng phát triển mạnh trên đồng ruộng, thì tình trạng cây lúa đổ ngã trong vụ hè thu cũng được bà con nông dân hết sức quan tâm. Thời tiết mưa gió bất lợi này bà con rất là lo lắng cái vụ mà lúa nó đổ ngã. Nếu mà gió mà lúa mà nó đổ ngã thì nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi cái hạt lúa nó kém chất lượng, rồi bán giá thấp, rồi thu hoạch rất cao nữa, tốn chi phí rất nhiều. Biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi bất thường, bệnh đạo ôn lá và bệnh thối gốc thối thân do vi khuẩn không chỉ phát triển mạnh trên ruộng lúa mà nhà nông cũng gặp khó khăn trong việc phòng trừ. Tuy nhiên, đối với ông Hà Văn Việt ở ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp thì hai bệnh này không còn là nỗi lo lớn bởi ông có kinh nghiệm trong việc quản lý bệnh hại bằng những loại thuốc đặc trị của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời. Tôi có làm 30 công mà trong cái thời gian là được 18 ngày á thì bị cái tình trạng nó cháy lá xịt phu an cộng với tô tan thì được, thì là cảm thấy là lúa nó bớt rất nhiều, mà lúa hôm nay thì được 28-29 ngày thì thấy lúa xanh và rất đẹp. Ure Black là dòng phân bón mới của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, được ông Nguyễn Đình Luyện ở ấp Kinh 2B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp sử dụng thành công trong hai vụ lúa liên tiếp và mang lại hiệu quả rất cao. Thì trong cái thời gian tôi xài thì tôi thấy bộ lá nó đỡ kéo lá hơn những cái phân kia, mà nó ăn chậm, cái thân nó lớn mập hơn, bông lớn hơn. Thì cái chi phí thì nó nhẹ hơn là bình thường, là lý do thì sâu bệnh nó ít hơn. Vừa rồi đây thì xung quanh mấy lô ké tôi thì hầu như đậu hơi nặng, còn nhà mình thì nó cũng đỡ hơn nhiều, rất nhiều luôn. Để bảo vệ tốt cho vụ lúa hè thu năm nay, bên cạnh việc chủ động phòng trừ dịch hại trong giai đoạn cực trọng, thì việc sử dụng phân Ure Black cho cây lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi như hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường dưỡng chất, giúp cây lúa phát triển tốt, cứng cây, hạn chế sâu bệnh, góp phần giữ vững năng suất và chất lượng. Thưa bà con và các bạn, làm thế nào để quản lý hiệu quả bệnh đạo ôn, vi khuẩn và sâu da láng cho ruộng lúa trong điều kiện thời tiết mưa nắng xen kẽ như hiện nay, cũng như chăm sóc gia tăng chồi hữu hiệu và giúp cho lúa hè thu cứng cây, hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão? Đó là nội dung của cuộc tọa đàm giữa kỹ sư của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời với một số bà con nông dân ở xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Dạ, thưa kỹ sư,
Tôi có làm lúa nhưng là hai mươi mấy ngày tôi có xịt thuốc thuốc bệnh, nhưng là tôi xịt xong rồi tôi lại xịt 2,4D luôn. Thì trong khi mà tôi xịt xong mà tự nhiên là nó vàng lá, mà nó bị đốm lá nó sụp xuống. Thì tôi vì lý do làm sao mà nhờ kỹ sư chỉ dẫn cho chúng tôi biết để chúng tôi phòng ngừa. Đối với trường hợp mà nó bị ngã vàng rồi nó bị đốm lá thì cái nguyên nhân cơ bản của nó là do cái đạo ôn nó tấn công. Thành ra khi mà mình đưa thuốc trừ đạo ôn vào mà mình đưa xong phải làm sao cho nó hết thì mình xử lý tiếp thì nó thuận hơn. Nhưng ở trong này là mình đưa thuốc trừ đạo ôn xong sau đó mình đưa thuốc trừ cỏ. Mà cái thuốc trừ cỏ thì nó ức chế sinh trưởng của cái 2,4-D, nó ức chế sinh trưởng. Thành ra khi mình đưa vào vậy thì nó làm cho cái khả năng mà cái bệnh nó không có hết mà nó lại suy sụp nhanh. Nếu cái nền của mình thấy nó mình vào nó sức gốc luôn là nó có vi khuẩn. Thành ra trong trường hợp này là mình nên làm sao mình tháo nước rã vôi, cái đó là cơ bản. Cái giải pháp thì nó dễ lắm, và con thấy ví dụ như đối với đền đạo ôn thì nó có đốm gì thì rất dễ rồi. Mình ở bên này mình có cái visa để giải quyết cũng được, nghĩa là visa để giải quyết đạo ôn thì mình đưa vào để giải quyết đạo ôn, nhưng mình thêm cái totan vào, totan thì nó trừ vi khuẩn bị hồi nãy mình bị sứt gốc nữa mà. Thành ra mình khi đưa vào thì nó sẽ giải quyết cho cái cây lúa mình phục hồi lại. Và nhớ là mình phục làm sao cho ướt đều thì nó sẽ trong vòng 2-3 ngày sau, nếu mà lá mới nó mọc lên mà nó không có dấu bệnh thì thôi, còn nếu nó mọc lên mà nó còn dấu bệnh thì mình dằn lại ở những chỗ đó để cho nó an toàn hơn. Xin hỏi kỹ sư, đợt vừa rồi bà con ta làm lúa đấy mà ba cái sâu da láng nó ra nó phá hoại, giờ xin hỏi kỹ sư coi thuốc xịt thuốc gì cho nó đạt. Thưa bà con, những ngày qua nắng nóng rồi có mưa, ẩm độ nó cao và nhiệt độ cũng tương đối cao, cho nên là cái con sâu cắn chẽn, cái tên của nó là sâu cắn chẽn, nhưng mà nhiều địa phương bà con gọi là sâu da láng, có nơi gọi là sâu bánh mì hay sâu dây thun, thì tùy theo cách bà con gọi theo mỗi địa phương nữa. Nhưng mà cái cơ thể nó vàng vàng mà nó dài, và con sâu này thì lúc nhỏ nó ăn lá rất là mạnh, nó cắn hầu như là rớt hết cái lá rồi, nó chưa là cái gân không. Đến khi lúa trổ ra thì con sâu này mới quan trọng là nó không ăn lá nữa mà nó quay ra nó cắn vé. Chỉ cần một con trên một mét vuông thôi là lúc đó là nó cắn mấy cái vé còn lại như cây chổi. Thành ra ở giai đoạn lá này mà cây lúa chúng ta từ bắt đầu làm đồng, tức là có tim đèn đổ đi, thì bà con thấy một mét vuông mà có khoảng 10 con, tức là mình bước xuống mình đi vài bước thôi là nó đeo dính quần đó, là lúc đó mật số nó cao rồi, thì bà con nên phòng trị nó. Các cái thuốc có hiệu quả với con sâu này là cái Angun, thì Angun là cái Emametin 5WG, và con pha và con phun. Tác động của Angun này với con sâu là nó chết khô quéo cái con sâu nằm dính trên lá luôn. Hoặc là Obawan cũng cái gói 10g, bà con sử dụng một công hai gói, thì đây là cái thuốc nó diệt những con sâu mà tương đối mạnh kháng thuốc, ví dụ sâu cuốn lá hay là sâu da láng như bà con nói đó. Thì cái Obawan này nó có hai hoạt chất, cái Amamethin và cái Indosacap, thành ra nó diệt cái sâu cuốn lá rất là hiệu quả. Và cái nhóm sâu ăn lá như là cái sâu bánh mì hay sâu da láng. Mà trong một vụ lúa thì cái Silimat thì nó sử dụng được mấy lần? Mà cái Silimat á, có pha chung với Philia hay là Amitatop có được hay không? Xin kỹ sư dẫn giải cho tôi biết để tôi sử dụng cho nó hiệu quả. Khi mà bà con xưa đi Silimat thì có hai công dụng. Một là cung cấp dinh dưỡng, và thứ hai là làm cho cứng cái cây, cứng cái lá. Do đó cái thuận lợi này là cái thuận lợi cơ bản để mình sử dụng nó, mình thấy nó thành công. Giờ khi mình đưa vào trong cái lúa mình lúc nào? Thường thường ta nói là lúa mình chừng có 20 mấy ngày thì nó có thể nó lá nó bị dịu quá, nghĩa là nó quạt lá rồi con. Thì trong trường hợp nó người ta tháo nước ra, ta phun để cho nó cứng ở giai đoạn trước khi nó phân quá đồng. Sau là ngay lúc đồng nữa mà con, ta đưa vào thì để cho cái lóng nó dày hơn, nó ngắn lại để cho cái cây nó không có đổ ngã.
và khi mà lúa lẹt xẹt rổ mình đưa vào thì nó giúp cho cái cổ nó rút ngắn lại, do đó cái bông nó sẽ cứng hơn. Và ở trong trường hợp này người ta thấy là chịu đựng được cái con sâu, tại vì cái lá nó cứng mà, rồi cái cổ nó cứng nữa, thành ra cái đó nó chịu được sâu và nó chịu được cái bệnh ở trên 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 bông nó rất là tốt. Thường thường thì người ta sẽ sử dụng cái này là 1 lít cho 1 hecta. Đối với mình thì phối trộn sao, thì ở trong này thì nó có 3 chất, cho đó khi mình phối là mình phối với nước cho nó đều trong nước trước, rồi mình sử dụng chung với amitop chẳng hạn, thì mình pha amitop cũng chung trong nước rồi đó bà con, nghĩa là mỗi cái đều pha đều riêng rồi mình phối lại thì nó rất tốt để mình phun xịt. Và người ta vẫn khuyên là bà con phối xong phun liền chứ không có để lâu, tại vì trong này nó có kali canxi silic, cho đó mình phải phối mình phun liền thì nó hiệu quả rất là cao và nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái chất lượng của hai sản phẩm. Thưa bà con và các bạn, để góp phần sản xuất thắng lợi vụ hè thu năm nay, cùng với việc chủ động phòng trừ dịch hại, nhà nông cần sử dụng phân bón cân đối, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng nhằm giúp cho cây lúa phát triển tốt và giảm được chi phí đầu tư. Sau đây thì kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời sẽ trao đổi cùng bà con nông dân về biện pháp chăm sóc cây mạ non và sử dụng phân bón hiệu quả cho vụ lúa hè thu. À, mùa hè thu nắng nóng rồi một số chân ruộng thì cũng dễ bị xì phèn lên sau khi xạ mà nó gom phèn lại, hoặc là sau vài đám mưa cái nó dồn phèn lại, thì những cái chỗ bị phèn nặng như vậy thì bà con có thể là sử dụng cái DS80 mình pha mình phun, hoặc là mình trộn phân mình rải trong cái đợt đầu. DS80 là cái axit humic, khi mà đưa vào thì nó sẽ giải độc cái phèn rất nhanh, làm cho rễ nó ra nhanh hơn và nó phát triển rễ, phát triển chồi trở lại. Bà con ở cái vùng canh tác có phèn thì mình có thể ứng dụng cái phân tiết kiệm mới của Lộc Trời, đó là cái phân bà con gọi là phân ure đen Lộc Trời hay là ure black. Cái hạt nó đen được áo ngoài cái lớp humalai, nó nhả ra phân ra từ từ để nó cung cấp cho cây. Thành ra cái ure black này khi bà con bón vào á là nó không có là gây cái phượt lá, không có gây trùm mền, thành ra mình được rất dễ quản lý sâu bệnh ở giai đoạn đầu. Đó là cái yêu thích của bà con hiện nay đối với cái ure black, mà cái tác dụng của nó là nó còn giảm cái độ phèn ở trong đất bị các cái axit humic ở trong phân, nó cung cấp từ từ cho cây để cây phát triển bình thường. Họ thấy là cái lóng thân của nó rất là mập mà nó dài, cái từ gốc lên tới nhánh ba nó dài, nhưng mà cái lá từ cổ lá cho đến cái chót lá đó là nó ngắn lại, thành ra lúa mình sau này nó cứng cáp hơn, nó hạn chế được cái độ ngã hơn. Đó là những cái yêu thích của nông dân khi họ nhận xét là họ sử dụng cái ure black thì nó cho được cái lợi nhuận cao hơn. Đồng thời khi mà rải phân ra ngoài đồng á, thì bà con cũng rải theo y như những cái cử phân trước đây mà mình sử dụng, và kết hợp luôn với DAP hay là kali cũng rất là dễ dàng, giống như ure trắng trước đây thôi. Có cái là lưu lượng của cái ure black này bà con sẽ giảm lại khoảng 20%. Thí dụ như công trước đây mình rải 5 kg thì bây giờ mình rải khoảng 4 kg hay 3,5 kg để cho nó tiết kiệm lại. Đây là cái tiết kiệm cái lượng phân. Còn cái số lần phân trước đây mình giải theo cử theo đợt thì mình vẫn giữ y vậy, và mình kết hợp với lại DAP và kali. Qua cái trình diễn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi thấy là tùy chân đất tốt thì họ rải khoảng 13 kg, đất xấu thì họ rải tối đa lắm là 18 kg cho cả vụ đối với phân ure black này. Còn DAP hay kali thì họ vẫn giữ theo cái truyền thống cũ trước tới giờ. Do vậy là cái lượng phân rải xuống tiết kiệm, mà nhất là tiết kiệm đạm, thì các anh sẽ thấy là mình sẽ tiết kiệm được cái số lần phun xịt, nhất là bệnh đau ôn nè, bệnh cháy bì lá và đặc biệt là con sâu cuốn lá. Những thắc mắc về quản lý dịch hại trên đồng ruộng, xin nhà nông liên hệ với ban tư vấn kỹ thuật công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời qua số điện thoại 0918 429 065. Kỹ sư Trương Quang Hoàng Dũng sẽ trả lời trực tiếp cho bà con nông dân.
Thưa bà con và các bạn, chuyên đề cùng nông dân ra đồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang cùng công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Kính chào bà con và các bạn.